cậu có biết chúng ta sẽ làm món gì không? Làm gì vậy bạn? Làm món sushi xào cà rốt. Đây là hành tỏi đã được băm ra để lấy chúng ta nấu. Sau món này chúng ta còn dùng củ gì? Nguyên liệu này. Không thể thiếu đồ ăn hạt nêm. Bây giờ chúng ta cùng gặp vợ và bào sữa nhé.